Cho các bạn trước thì tôi đã có độ cái bộ pin cho máy Hitachi gặp Hitachi 7,2V VKH7DL gì đấy, 7,2V các máy gặp như thế này. Thì trước cái bộ đấy nó chưa hoàn chỉnh, tức là bạn sẽ phải tháo cái vỏ ra sao bạn nhét cái ngoài vào. Thì ở đây tôi có hai cái phiên bản gần hoàn chỉnh. Thực ra cái vỏ này nó khá là mỏng cho nên in nó dày, nó hơi khó. Đầu tiên là cái phiên bản cắm. Cái phiên bản kiểu này thì bạn lúc cắm vào thì bạn sẽ cần cầm một cục pin này. Đấy, phiên bản này sẽ linh động hơn. Đấy. Nó chỉ có một chiều cắm thôi. Bạn lắp ngược thì nó sẽ chắc chắn sẽ không vào được. Đấy, chiều cắm này. Đấy. Ấn nó vào đây cái. Và sau đó bạn đóng nắp. Nắp thì bạn thích xoay xoay theo hai chiều, chiều trước chiều sau cũng được. Thì sau khi đóng nắp rồi thì bạn sẽ không cần, bởi vì ở đây nó sẽ có lỗ sạc ra ngoài thì bạn sẽ không cần phải bỏ pin ra nữa. Tuy nhiên nếu mà bạn đang sử dụng pin chế với pin zin thì bạn vẫn có thể tháo cái nắp này ra. Đấy. Tháo bộ pin này ra. Thì đây là cái phiên bản thứ nhất cho máy Hitachi gập. Phiên bản thứ hai thì cái phiên bản này tôi dính keo nến, nó cứng rồi. Như vậy thì nó sẽ thành một cái bộ nguyên khối kiểu như này. Thì khi sử dụng thì bạn vẫn cắm như trước. Bạn thấy ý này, nó chỉ có một chiều cắm này. Cái lỗ này với cái lỗ này, hai này nó phải gờ với nhau đây. Còn nếu bạn cắm ngược, cố tình cắm ngược này, bạn sẽ nó sẽ không vào được. Đây. Ok. Thì cái phiên bản này cắm vào kiểu này. Đây. Chức năng điều tốc đầy đủ. Đây. Thì đây là cái bộ pin hoàn chỉnh. Còn cái bộ pin này là tháo ra rút vào nó dễ hơn. Nói chung là cái nếu mà tháo lắp thì cái bộ này sẽ dễ tháo hơn là cái bộ này. Bộ này thì nó cứng. Ok. Bạn sẽ phải nghiêng cái này đi một chút, ấn ấn cái này nghiêng đi một chút. Bởi vì cái lẫy in 3D ở đây tôi đang in nó hơi cứng. Đấy. À, đã tháo ra được thôi. Đấy. Nó cũng không khác gì pin zin cả. À, bên trong này thì bởi vì bạn thấy là cái vỏ này nó rất là hẹp cho nên nếu mà in vỏ mỏng thì nó rất là khó giữ pin. Vì vậy mà tôi để cái pin trần. Tất nhiên là những cái điểm nào mà có khả năng bị chạm chập gì đấy thì tôi đã đều phủ keo nến và cái phủ băng dính chịu nhiệt cách điện lên cả rồi, cho nên bạn hoàn yên tâm là nó sẽ không bị làm sao cả. Thì đây là hai cái phiên bản mà vít pin cho vít Hitachi. Phiên bản thứ nhất là cái lỗ sạc có thể linh động hơn, và thứ hai là phiên bản vít cứng cố định hết. Bạn có thể sử dụng các cái bộ pin này thì đã bao gồm cái mạch bảo vệ, và bây giờ bạn sạc thì bạn chỉ cần dùng một cái nguồn 8,4V chỗ tôi có ở đây, bạn cắm vào là xong. Như vậy bạn sẽ không cần phải dùng cái sạc zin hoặc là đế sạc nữa sau khi mà đã mua bộ pin chế. Đây, tức là nha. Đấy, sạc này sạc 2A, bạn thấy là 16W này. Ok. Bạn có thể cắm tháo ra cắm hoặc để nguyên máy cắm cũng được, chả vấn đề gì cả. Đây, đây là bộ pin thứ hai. Đấy. 16W. Đây. Mạch này sẽ bảo vệ pin cho bạn. Còn chiều xạ thì ở trên cò của máy đã có bảo vệ chiều xạ rồi. Vì vậy sử dụng cái bộ pin chế nó sẽ tiện hơn, bạn không cần phải mang cái đế sạc lằng nhằng. Thứ hai nữa là bộ pin nó đã có mạch bảo vệ, như vậy bạn chỉ cần cắm adapter, có lỗ sạc cắm adapter, như vậy dùng nó sẽ tiện hơn rất là nhiều so với cả dùng bộ pin zin, và chất lượng của nó thì y như bộ pin zin. Rồi, bạn có thể mua cái sản phẩm này thì qua kênh Shopee của tôi, hoặc có thể chat với tôi qua Zalo. Xin các bạn đã theo dõi.